ơn quý vị khán giả đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Không biết là quý vị khán giả với anh Thành có đồng ý với Minh Châu không, là trong cái thời tiết mà thay đổi thất thường như vậy nè, rồi với áp lực công việc như vậy á, thì rất là dễ bị stress. Giống như em nè, mỗi lần mà kết thúc một tuần làm việc em rất là mệt mỏi luôn á. Anh Vinh, chuyện đó cũng bình thường thôi. Vì sau một tuần làm việc hiệu quả thì cơ thể cần phải nghỉ ngơi, xả stress để bắt đầu một tuần mới đó Minh Châu. Anh Thành ơi, nhiều khi nghỉ ngơi không có đủ đâu, còn cần phải bổ sung dinh dưỡng nữa. Anh hiểu ý Minh Châu rồi. Chắc là Minh Châu muốn anh bắt nước cho một món ngon để xả stress và bổ sung dinh dưỡng phải không? Đúng rồi đó. Mà cái món ăn này á, em nghĩ là nên là một món canh đi, một món canh giàu dinh dưỡng để có thể phục hồi sức khỏe. Chỉ nhỏ thôi, thật là không gì bằng thưởng thức một bát canh mát bổ khi cơ thể đang mệt mỏi. Đúng rồi đó. Nhưng mà anh Thành ơi, món này phải thực hiện nhanh nha, mà ngon nè, mà phải đầy đủ chất dinh dưỡng giống như anh hứa với em đó. Minh Châu yên tâm, món canh này rất dễ nấu, dễ ăn, cân bằng dinh dưỡng, có nguyên liệu chính là củ cải trắng. Mà theo đông y thì củ cải trắng có vị cay tính mát, khi nấu chín thì vị ngọt tính bình, thích hợp cho thời tiết mùa nóng. Củ cải trắng còn có nhiều công dụng chữa các bệnh khác nhau. Thêm vào đó là món canh này còn có đuôi bò. Mà theo đông y thì đuôi động vật có rất nhiều công dụng. Một trong những công dụng chính đó là làm đẹp da và tóc. Vậy thì đúng ý em quá rồi, còn gì nữa. Anh Thành bật mí nghe tên món ăn nha. Bây giờ xin mời quý vị khán giả và Minh Châu cùng vào bếp chế biến món canh đuôi bò củ cải. Để thực hiện món canh này, các bạn cần chuẩn bị 400g đuôi bò, xả cây, củ cải trắng, cà rốt, hành lá ngò rí, củ gừng, kỷ tử, hành tím băm, các gia vị thông thường và hạt nêm ai xin ngon. Trước tiên chúng ta sẽ rửa cạo sạch đuôi bò và để ráo và chặt khúc khoảng chừng 3 cm như thế này. Chúng ta sẽ trần qua nước sôi có bỏ gừng đập dập. Đây Minh Châu rửa lên giùm anh. Mình sẽ trần qua nước sôi có gừng đập dập. Bình thường thì em thấy ví dụ như mà mình hầm xương này nọ thì anh Thành cũng hay trần qua nước sôi để cho sạch. Nhưng mà còn cái chuyện có gừng ở đây thì hình như lần đầu tiên em mới thấy á. Mình trần đuôi bò qua nước sôi có gừng để loại bỏ mùi hôi. Và khi hầm thì nước sẽ trong và ngọt. Nước đã sôi rồi, bây giờ thì chắc anh Thành sẽ đập dập gừng để cho vào trong nồi nước này đúng không? Đúng rồi, củ gừng cũng đập dập nhé. Dạ. Cho vào. Bây giờ mình cho đuôi bò vào trần nhé Minh Châu. Rồi bây giờ anh vớt ra nhé. Đã gọi là trụng thì mình sẽ làm thật nhanh anh Thành ha. Chúng ta sẽ ướp đuôi bò, mình sẽ ướp với lại nửa muỗng canh hạt nêm ai xin ngon. Tiếp theo mình sẽ cho vào là nửa muỗng cà phê muối, một chút tiêu và một muỗng hành tím băm. Bây giờ anh sẽ trộn đều lên nha, cho thấm gia vị. Đây, để vào một bên. Dạ. Bây giờ cái củ cải trắng và cà rốt mình sẽ cắt dày khoảng 3 mm. Hành lá ngò rí các bạn cắt nhuyễn. Chả cây này mình cắt khúc ra và đập dập. Rồi, hồi nãy anh chừa lại một miếng gừng này là anh sẽ bầm nhuyễn. Bây giờ mình sẽ tới công đoạn nấu đây. Ủa, nấu canh sao anh Thành bỏ chảo lên? Mình bắt chảo lên cho dầu nóng. Rồi mình sẽ xào cái đuôi bò này. Phải xào qua nữa hả anh? Để công dụng gì? Công dụng xào cái đuôi bò này trước đó, cho đuôi bò săn lại và thơm. Như vậy là để cho đuôi bò săn lại và có mùi thơm hơn thì mình sẽ đợi dầu nóng và xốc đuôi bò với lại dầu nóng đúng không anh? Đúng rồi. Có cần phi thơm cái gì nữa không? Có đây em. Anh sẽ sử dụng cái hành tím băm và cái phần gừng băm còn lại. Em hiểu rồi. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta sẽ xốc đuôi bò với lại dầu nóng cùng với hành tím và gừng băm nè, để cho đuôi bò được thơm và săn lại. Bây giờ anh sẽ cho hành tím băm vào nè, một chút gừng băm. Xào phía lên cho dậy mùi thơm ha. Anh sẽ cho đuôi bò vào nha. Rồi, bây giờ đuôi bò đã săn rồi nè. Dạ. Anh tắt lửa đi. Dạ, em tắt lửa rồi. Để tiết kiệm thời gian, các bạn và Minh Châu nên sử dụng nồi áp suất. Chúng ta sẽ hầm cái đuôi bò này. Chúng ta sẽ đun khoảng 1 lít nước và cho đuôi bò đã xào cùng với xả cây đập dập lúc nãy vào. Dạ. Các bạn đun đuôi bò, khi đun ta đậy nắp vuông kính và đun trong khoảng 15 phút là vừa chín. Bây giờ áp suất đã cân bằng rồi đó, anh sẽ mở ra nhé. Các bạn nên hầm đuôi bò cho vừa mềm, rồi sau đó chúng ta mới nấu những cái rau củ này sao? Tại vì rau củ này rất mau mềm. Bây giờ anh sẽ cho vào nhé. Dạ. Trong lúc mà anh Thành đang cho củ cải và cà rốt vào thì Châu cũng xin nhắc với quý vị khán giả, đó là chúng ta sẽ cho các loại rau củ vào sau khi đuôi bò đã mềm để cho các nguyên liệu cùng chín một lúc với nhau.
các bạn vẫn nấu tiếp cho rau củ chín. Khi nào nhìn thấy củ cải trắng chuyển màu trong là được. Tiếp tục cho kỹ tử vào, khoảng chừng tí xíu thôi là em tắt lửa được rồi đó. Dạ. Anh sẽ nêm thêm một chút nước mắm cho vừa ăn. Ủa mà sao anh Thành không nêm lúc nãy luôn đi, bây giờ mới nêm? Chúng ta nên nêm nước mắm sau khi đã nấu chín. Thì nếu tiếp tục nấu thì nước mắm sẽ bị biến chất và mất mùi thơm, giảm vị ngon đi. Rồi bây giờ anh sẽ múc ra tô nha. Dạ. Rồi, cho một ít nước lên. Bây giờ anh sẽ cho vào một tí hành ngò nha. Anh sẽ rắc một chút tiêu vào cho thơm nha. Dạ. Món ăn này các bạn dùng với cơm nóng là rất ngon. Chú tin. Bây giờ anh sẽ mời bên Châu dùng thử một miếng và chia sẻ cảm nhận với quý vị khán giả nha. Dạ, một miếng củ cải nha. Củ cải có miếng ghi tử đây. Dạ. Đuôi bò mềm nè, ngọt nè, nhai. Không biết em có nhận thấy sao không? Sao em thấy nó dẻo dẻo? Còn củ cải á, thì giòn, ngọt nè. Và em có hình như ăn trúng một miếng kỹ tử đó anh. Cảm giác cái vị ngọt ngọt của kỹ tử cũng rất là rõ ràng á. Vậy là Minh Châu đã hài lòng với món canh đuôi bò củ cải này phải không? Dạ đúng rồi, chắc chắn là rất hài lòng. Món ngon. Giao mùa. Khán giả thân mến, nếu như quý vị yêu thích món ăn này thì hãy thực hiện ngay đi ạ. Và hãy cho chúng tôi biết ý kiến đóng góp của quý vị cũng như là những thắc mắc của quý vị thông qua hai cách quen thuộc, đó là hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn hoặc là số điện thoại của Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam số 0838237557. Còn bây giờ, đầu bếp Văn Thành và Minh Châu xin chào tạm biệt tất cả quý vị. Hẹn gặp lại.